Ngôi nhà trống trải nằm cuối con hẻm nhỏ này là nơi trú ngụ của 4 thành viên của một gia đình nghèo. Nói là nhà, chỉ đỡ cảm giác tủi lòng, chứ chẳng còn gì đáng giá. Chỉ trong thời gian ngắn, chút tiền bạc ít ỏi vợ chồng tích góp được và những khoản xoay sở ngược xuôi, nhưng vẫn không đủ điều trị cho căn bệnh xơ gan của anh Ti đã ở giai đoạn cuối. Vai trò trụ cột trong nhà giờ được hoàn đổi. Mỗi ngày, anh Ti lại bất lực chứng kiến người bạn đời bước chạy, càng đáng mọi việc, nuôi chồng bào bình và hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Ở đây thì mới vô mà cũng thấy hoàn cảnh cũng khổ lắm. Chứ ông trong cái đau có năm đến năm xuống một vợ cũng đi bán về sổ chứ rửa bao nhiêu khi mà mất hết. Bao nhiêu khi là bán nó về ba năm rửa đó mà ôm sổ lại và đi ba mất họ cũng tính tự. Như khi hưởng tội thấy thì hai vợ chồng thấy tội. Hai đứa con thì trung lại đến con họ cho đi học nghề, họ cho ăn cơm, đến con đi học nghề. Đứa thì học nghề dày, đứa thì học nghề thợ sắt. Mà hồi đó con cho học nghề cho chứ làm được chứ có tiền. Hoàn cảnh nó tội. Đó, bị vậy chồng vậy đó, vợ đi bán vậy đó, cũng vợ cũng đau lên đau xuống vậy đó. Cũng cực khổ. Hàng xóm đóng ghiền thì thấy tội họ cũng giúp đỡ. Ví dụ người cho rau cho đồ vậy đó. Cái hoàn cảnh đáng thương đó, lúc nó đau á, tội. Không có ai ở nhà hết, có vợ chồng, là hai vợ chồng đó đi bán với số vào đây thì về với nó cũng săn sóc vậy đó. Khó khăn nhất thì chồng đau ổn không đi làm được. Còn vợ thì bạn về sổ thì vợ thì cũng vì cũng không được danh dàn giống như bao nhiêu người khác. Đó là vậy thì bạn về sổ cũng có khi là cũng đếm tiền mà cũng có khi cũng còn bị mất tiền nữa. Do vậy thì còn con cái thì cũng đang có tuổi ăn tuổi học. Cho nên mặc dù cái gia ở thì có làm được cái được rồi nhưng mà lại cuộc sống thì đáng con bị khó khăn do hai vợ chồng có đơn có chiêu, chồng thì đau nặng, con vợ thì đi làm thì được ngày bạn về sổ thì có ngày được ngày không. Cho nên vậy thì cũng mong mỏi là cấp trên cũng luôn quan tâm giúp đỡ cho hai vợ chồng chị, con ba con ở đây thì thấy hoàn cảnh khó khăn thì người cũng giúp thêm một vài lồng gạo, một vài đồng để cho trang trải cuộc sống cho chị đỡ đơn qua ngày. Thì ba con ở đấy thì cũng khó khăn, thì cũng có giúp đỡ thêm phần nào đó thôi. Với gia đình anh Ti, có được chỗ ăn, chỗ ở lúc này đã là một niềm vui lớn. Trước đây, cả nhà phải sống tạm bờ trong căn lều nhưng dưới chân cầu. Cảm cảnh trước hoàn cảnh đó, gian nhà nhỏ được xây mới từ lòng cảm thông sẻ chia của những nhà hảo tâm và bà con xóm giềng. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, căn bệnh của anh Ti càng lúc càng trở nặng. Nằm một chỗ trong căn nhà trống trải, người đàn ông này chỉ có thể một mình chống chọi với cơn đau trong từng thở thịt. Người vợ vẫn lằn lội mưu sinh với vài ba tấm vé số trang trải qua ngày. Gia cảnh quá chật vật, hai đứa con của anh Ti cũng đã phải bỏ dở việc học giữa chừng. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, câu chuyện học nghề của hai con anh cũng chỉ có thể quanh quẩn ở những công việc vặt ở xưởng để kiếm cơm ăn qua ngày. Trước đây thì hai anh chị sinh sống bằng nghề gì và từ khi anh phát bình đến bây giờ là đã mấy năm rồi? Cũng phát bình mới đấy, cũng hơn năm rồi. Và đầu thì cũng 3 lần rồi, lần đi lần thứ tư. Lần thứ năm, lấy bệnh viện lần thứ năm. Con em bằng vô ngày em đau em thì bạn bị sổ. Bạn một số bôi cũng vô ngày em bạn nửa buổi, bê nửa buổi. Vì em hay đi hai xoang đầu trọng mặt về bộ đường nó ngại bị ăn hai việc hết bốn hai việc hết tỉnh tạo rồi về. Rồi những cái lúc mà anh đau rồi chị đau như vậy thì cái kinh tế trong gia đình như thế nào, rồi hai con như thế nào ạ? Dạ cũng do ốm mề về quá thì chăm sóc về cho hai cháu đáng uống nữa. Chăm sóc về làng rồi giúp đỡ thôi thêm. Anh nằm bệnh viện như vậy, rồi những lúc mà gia đình không có ai ở nhà chăm sóc cho hai con thì lúc đó anh là người đàn ông trong gia đình thì cảm thấy như thế nào? Cũng rất buồn.
Thì đi cũng được mà cũng có khả năng để đó cho con á. Thì cũng tụi thân rồi cho con. Khi được biết hai đứa con của anh thì cũng đi hoàn cảnh khó khăn mà cũng đã phải đi học nghề. Vậy thì bây giờ hai cháu như thế nào? Đứa đâu học được cũng sáu cũng nghỉ. Mà đứa sáu học được? Sáu đấy cũng được sáu. Học cũng được mà kinh tế làm đủ sáu. Cho cháu thì sao được nghề luôn. Nghỉ như vậy hai cháu có buồn nhiều không ạ? Dạ. Nghỉ thằng buồn nhá. Nó làm rồi sạc mới có cho mua nuôi ba cho này là có nhiều ít mua sữa đồ thêm cho anh uống nữa rồi còn em đi bán một số ngày 30 rồi nó mua đồ ăn chạy ăn ra thôi. Rồi cái ngày xưa mà khi mà mình còn ở nhà ngoài kia vất vả thì có lúc nào mà những cái lúc mà mưa gió thì làm sao? Mưa thì còn lại số vì lại bịt đo ở nước còn hơi là ngựa thế. Ừ, khi cũng có chỗ ngồi luôn. Thì còn được hái, được cái giờ mà ngủ thôi. Được cái giờ ngủ mà ướt hết luôn, ướt lên ướt xuống luôn. Niềm vui, niềm hạnh phúc của người cha, người mẹ nào cũng chỉ mong muốn được nhìn con mình lớn lên, được ăn học, được vui chơi. Thế nhưng với anh Ti, anh hiểu rằng mình chỉ còn rất ít thời gian để có thể cùng con trưởng thành. Căn bệnh xơ gan đã không để anh có được cơ hội chăm sóc cho con, cho vợ. Giờ đây, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai gầy của người vợ trẻ. Có lẽ nỗi đau thể xác cũng không thể so được với nỗi đau tinh thần. Nỗi lòng đau đớn của người đàn ông không biết tương lai của gia đình nhỏ, của những đứa con tội nghiệp sẽ về đâu khi một mai không còn nữa người dẫn dắt chèo lái. Có lúc nào mà chị đi bán vé số anh ở nhà một mình như vậy đến lúc mà anh đau quá thì biết kêu ai? Cũng năm chiều nha. Năm giờ có người giúp đỡ đấy. Có mẹ thì đau kêu mẹ, rồi còn ở đây thì đau thì gạo mà năm rồi đó chứ. Buồn luôn để đi lên cái tay khó ra lắm. Ừ. Lúc mà phạm bệnh nặng nhất thì cơ thể mình như thế nào? Là người đôi chân tay luôn phu hệ. Chân tay luôn cổ xây sở lắm. Con bốc bí đó. Bữa cậu đau con gân ra đi mà con bốc bí á. Mấy bữa cậu anh đau là anh nằm của cô Trơn, anh bổ xuống ngay việc thì có chắc em biết thôi. Bố mẹ ngủ nói khi mà bố mẹ nói đi. Khi muốn dũng ló mới thăm sóc dũng thôi rồi tôi đưa, ngủ sợ rồi chưa có chỉ quá kêu uống mì bảo mẹ nó ăn thấu em đưa em sợ nữa đó là cái lúc mà anh phạm bình nặng nhất ạ. Nhưng khi lúc em mình nặng á, nó kêu quá chủ ơi, tí nắng ngủ ăn cơm trơn bộ xuống á, cái da luôn vậy luôn. Vậy em đi một số về em nằm lâu lâu năm quên chút một số lo mở mắt ra do người mở mắt ra do người mới giảm mặt xì động dưỡng rớt xuống cái bệnh cái chân. Hoàn cảnh gia đình như vậy có lúc nào mà hai con của anh chị cảm thấy tủi thân và có buồn nhiều trong cái cuộc sống không? Dạ hàng buồn lắm nhé. Buồn lắm, nãy bà đau lắm, buồn như là sao lắm. Về là hỏi bà khỏe không rồi nói đây là mẹ ở nhà mẹ chăm sóc bà con đi làm kiếm ngang mua ngang lên luôn á. Có lẽ là một người đàn ông trong gia đình mà đến bây giờ mắc bệnh như vậy thì cả điều mà anh lo lắng nhất có lẽ là tương lai của hai con đúng không ạ? Dạ, mức trả của đây hai con thì cũng việc cài ải nước cửa ải thì một số phần mềm thì chiều thử nhé. Sống được ngày mốt được có thì sống ngày này đó. Những tấm giấy khen dừng lại ở năm học 2014 cũng là thời điểm mà anh Ti phát bệnh như một dấu chấm lửng cho tương lai của em Sĩ, em Tiếng. Rồi đây, khi điều không mong muốn xảy ra, ai sẽ là người thay cha chăm lo cho cả con? Và có lẽ
Điều mong mỏi nhất lúc này của anh Ti chỉ là một phép màu. Một phép màu giúp anh có thêm thời gian và sức mạnh để cùng gia đình mình vượt qua những nghịch cảnh trở trêu.